Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube của báo đệ tử VTC News. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Hãng tin Reuters dẫn lời một số nguồn tin Iran rằng Iran đã báo trước cho Mỹ về việc nước này sẽ đáp trả cuộc tấn công của Israel vào đại sứ quán của Tehran ở Syria. Theo nguồn tin, đòn trả đũa của Iran sẽ được tiến hành theo cách tránh gia tăng diện rộng và Tehran cũng sẽ không hành động vội vàng. Nguồn tin cho biết Thông điệp trên đã được ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir Abdullahian chuyển đi hôm 7 tháng 4 khi ông này tới thăm Oman, quốc gia thường đóng vai trò trung gian giữa Tehran và Washington. Theo Reuters, một nguồn tin quen thuộc với tình báo Mỹ cho biết, Iran đã nói rất rõ ràng rằng đòn trả đũa của nước này sẽ nằm trong tầm kiểm soát và không gây leo thang tình hình và cũng có kế hoạch sử dụng lực lượng ủy nhiệm trong khu vực để tấn công với Israel. Theo nguồn tin. Tehran cũng tìm kiếm sự đảm bảo rằng Mỹ sẽ không can dự trong trường hợp Iran tấn công có kiểm soát vào Israel, nhưng phía Washington đã bác bỏ yêu cầu đó. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang thúc giục các nước ở Trung Đông kiềm chế giữa lúc nỗi lo gia tăng về kịch bản Iran tấn công trả đũa Israel. Lo ngại tình hình Trung Đông thêm căng thẳng, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã kêu gọi tất cả các bên tiếp tục kiềm chế để ngăn khu vực rơi vào bất ổn hoàn toàn. Trước mắt, Bộ Ngoại giao Nga đã khuyến cáo công dân nước này không nên đến Trung Đông, đặc biệt là Israel, Liban và các vùng lãnh thổ Palestine. Là đồng minh hàng đầu của Israel, Mỹ cũng đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao để ngăn căng thẳng lan rộng ở Trung Đông. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Ả Rập Xê Út vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken nhấn mạnh căng thẳng gia tăng ở khu vực này không có lợi cho bất kỳ ai. Ông Blinken cũng cho rằng các nước nên thúc giục Iran không gia tăng căng thẳng. Bên cạnh đó, Mỹ cũng tăng cường chuẩn bị cho kịch bản không mong muốn nói trên. Trong động thái mới nhất, các nhà ngoại giao Mỹ tại Israel đã bị hạn chế đi lại do nỗi lo an ninh, theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ hôm 11 tháng 4. Cùng ngày, tướng Michael Kurila, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, đã đến Israel, tại thành phố Tel Theo truyền thông Israel, ông Kurila đã thảo luận với Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, IDF, Haji Halevi, về cách phối hợp ứng phó trước một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran, tình hình cuộc xung đột và hoạt động cứu trợ nhân đạo ở giải Gaza. Ông Kurinla cũng đến thăm trụ sở của lực lượng không quân Israel để nắm thông tin về hệ thống phòng thủ và tấn công đa tầng của nước này. Trong những năm gần đây, một số lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đã có được tên lửa đất đối không, mang lại cho họ phương tiện để hạ cục các máy bay không người lái tiên tiến hơn do đối thủ vận hành, Tên lửa 358 do Iran sản xuất là vũ khí phổ biến nhất. Kể từ khi Hải quân Mỹ thu giữ một lô tên lửa đang trên đường gửi cho lực lượng Houthi ở Yemen vào năm 2019, loại vũ khí này đã xuất hiện trong kho của lực lượng dân quân Iraq và lực lượng Hezbollah ở Liban. Cả hai đều là các nhóm được Iran hậu thuẫn. James Patton Roser, giám đốc điều hành của Viện Chính sách Công nghệ Cornell Brook tại Đại học Cornell cho biết, hệ thống đất đối không 358 của Iran đang trở thành vũ khí chủ lực của các nhóm đồng minh với Iran. Ông Roger nói, loại vũ khí làng vàng này được hầu thi sử dụng với tên gọi Shark hoặc Hawk. Nó đã chứng tỏ hiệu quả trước các máy bay không người lái của Ả Rập Xê Út. Lầu Năm Góc thậm chí coi chúng là mối đe dọa đối với máy bay Mỹ hoạt động trong khu vực. Các báo cáo về việc Hezbollah sử dụng 358 để chống lại máy bay không người lái của Israel cũng đã xuất hiện, khiến nó trở thành một trong những hệ thống được sử dụng rộng rãi và hiệu quả nhất trên khắp Trung Đông. Tên lửa phòng không 358 do Iran nghiên cứu chế tạo được các chuyên gia quân sự đánh giá là độc nhất vô nhị khi nó được kết hợp với tính năng của máy bay không người lái cảm tử. Nhìn bên ngoài, 358 không có gì nổi bật, có tốc độ khá chậm, chỉ cho phép chống lại máy bay không người lái và trực thăng. Tuy nhiên, chúng có thể được triển khai từ bất kỳ loại bệ phóng nào, kể cả các bệ phóng thô sơ mà các nhóm dân quân thường sử dụng. 358 sử dụng cơ chế dẫn đường bằng tia hồng ngoại. Nó được đẩy bằng động cơ giống như loại sử dụng trong tên lửa hành trình. Tên lửa 358 mà Hải quân Mỹ tịch thu được vận hành bằng động cơ tua biên khí nhỏ do một công ty Hà Lan sản xuất. Điểm độc đáo của 358 là ở chỗ, sau khi quả đạn được kích hoạt, nó bay vòng quanh một khu vực nhất định cho đến khi cạn kiệt nhiên liệu hoặc tới lúc tìm được mục tiêu để phá hủy. Các thành phần của tên lửa 358 có khả năng tháo rời dễ dàng để lắp ráp trực tiếp tại chiến trường. Việc sử dụng tên lửa 358 không yêu cầu radar phát hiện mục tiêu, khi nó có thể tuần tra khu vực giúp giảm thiểu chi phí của việc huy động máy bay chiến đấu hay cả tổ hợp phòng không phức tạp để kiểm soát một địa điểm riêng lẻ. 358 có thể được phóng vào khu vực nghi ngờ của UAV hoặc trực thăng đối phương hoạt động mà radar hay phương tiện trinh sát khác chưa phát hiện được. Sau đó quả đạn sẽ tự động hoặc điều khiển để tấn công mục tiêu. Tên lửa này có tốc độ chậm hơn nhiều so với tên lửa đất đối không truyền thống, do đó nó không có khả năng gây nguy hiểm cho máy bay chiến đấu trên không. Tuy nhiên, sự phổ biến của các hệ thống này trong các nhóm dân quân có thể mang lại cho họ khả năng hoàn toàn mới trong việc đối phó với máy bay không người lái tiên tiến như Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Sự độc đáo của 358 được cho là sẽ giúp nó đắt khách trên thị trường vũ khí. Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới Tehran vào hồi tháng 9 năm 2023, Iran đã giới thiệu một số loại tên lửa do nước này sản xuất, trong đó có cả tên lửa phòng không 358. Giới phân tích cho rằng Nga quan tâm đến tên lửa 358 bởi đây là vũ khí hiệu quả để chống lại những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Tổng biên tập tờ báo Đức Ven Wolfram Weimer mới đây nói rằng có thể thấy được nỗi bất an lo sợ của Tổng thống Ukraine khi nhìn vào đôi mắt của ông. Tổng biên tập tờ báo Đức nhận xét rằng hiện tại đôi mắt của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky trông rất buồn khi nhìn vào. Trong mắt ông ấy, người ta có thể đọc được nỗi sợ hãi, lo lắng rõ ràng do thực tế là ông đã nhận ra rằng lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang ở thế thua. Đồng thời, ông Weimer cho rằng Kiev chắc chắn cảm nhận thấy trong số các đồng minh phương Tây ở khắp mọi nơi, không chỉ ở đức dư luận đang thay đổi theo hướng giảm số lượng người ủng hộ việc tiếp tục xung đột vũ trang ở ukraine tổng biên tập ấn phẩm của đức cũng nhắc nhở rằng cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra tại mỹ vào mùa thu này ông donald trump người có cơ hội đáng kể trở thành tổng thống mỹ tuyên bố rằng ông dự định giải quyết cuộc khủng hoảng của ukraine trong một ngày bằng cách ngừng hỗ trợ quân sự cho kiev nhận ra điều này tổng thống zelensky đang trông cậy vào sự giúp đỡ từ berlin Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu xung đột ở Ukraine đã tỏ ra là một đồng minh không chắc chắn, đồng thời cũng chậm chạp do dự trong vấn đề phân bổ vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraine. Về vấn đề này, ở Kiev có sự thất vọng lớn. Trước đó, ấn phẩm The Guardian của Anh đưa tin Ngoại trưởng Anh David Cameron đã gặp cựu Tổng thống Donald Trump tại Mỹ và cố gắng thuyết phục ông về sự cần thiết có được sự ủng hộ cho Ukraine tại Quốc hội. Nhưng nỗ lực của Bộ trưởng Anh đã thất bại. Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Ukraine mới đây cũng đã lên tiếng kêu gọi Paris giúp lực lượng vũ trang Ukraine phòng thủ trong năm 2024. Chính quyền Kiev hy vọng sẽ cầm cự được cho đến năm 2025, sau đó quân đội Ukraine sẽ tiến hành cuộc tấn công và kết thúc bằng chiến thắng. Nhiều ngày trước đó, ông Zelensky cho biết ông luôn ủng hộ các sáng kiến liên quan đến việc phương Tây hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Ukraine ngay trên lãnh thổ Ukraine ông zelensky cho rằng nếu pháp gửi quân đến với nhiệm vụ huấn luyện lực lượng ukraine sẽ mạnh lên nhanh chóng ông nói tổng thống pháp emmanuel macron có một số đề xuất tôi ủng hộ một cách công khai và trong cuộc trò chuyện riêng với ông ấy về ý tưởng binh sĩ ukraine được quân đội nước ngoài huấn luyện trên lãnh thổ ukraine tôi nghĩ việc này sẽ nhanh hơn nhiều so với việc binh sĩ ukraine phải ra nước ngoài đào tạo rồi trở lại thứ hai là việc xây dựng các trung tâm sửa chữa thiết bị phương tây trên lãnh thổ ukraine điều này có hiệu quả và chúng tôi đang thực hiện. Nó nhanh hơn nhiều so với việc gửi xe tăng, xe bọc thép ra nước ngoài sửa chữa, thường mất tới 1 đến 3 tháng. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Ông Zelensky cho biết ông cũng không có lý do gì để từ chối sứ mệnh bảo vệ biên giới Ukraine mà Tổng thống Pháp đề xuất. Tuy nhiên, ông Zelensky không bình luận về việc liệu lực lượng Pháp có sẵn sàng nổ súng để bảo vệ biên giới Ukraine nếu được điều tới hay không. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Zelensky nói thêm rằng ông không thể kêu gọi các nước phương tây đưa lực lượng tới ukraine tham chiến bởi vì đối phương có thể thổi phồng tuyên bố này nga có thể tác động tới các quốc gia khác rằng không nên gửi con em tới tham chiến và đây không phải cuộc giao tranh của họ đồng thời cảnh báo việc nga cũng có thể chia rẽ sự thống nhất của các nước châu âu và nato điều đó sẽ gây nguy hiểm cho ukraine tuy nhiên ông zelensky không phản đối nếu công dân nước khác muốn tới hỗ trợ lực lượng ukraine đại sứ nga tại liên hợp quốc Vasily Nebenzia cho biết, sắp tới, chủ đề duy nhất của bất kỳ cuộc họp quốc tế nào với Ukraine sẽ là sự đầu hàng vô điều kiện của chế độ Kiev. Tôi khuyên tất cả các bạn nên chuẩn bị trước cho điều này. Đại sứ Nebenzia nói rằng những nỗ lực của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình của nước này có thể chỉ gây hoang mang. Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga sẽ không tham gia cuộc họp theo kế hoạch hòa bình của Zelensky, dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 15-16 tháng 6. Bà Zakharova nói, Nga không có ý định tham gia một hội nghị như vậy, ngay cả khi được mời chính thức. Diễn đàn này sẽ được dành riêng để quảng bá công thức Zelensky tối hậu thư, mặc dù các nhà tổ chức Thụy Sĩ giả vờ rằng họ đang tìm kiếm một mẫu số chung trong sáng kiến hòa bình của các quốc gia khác nhau. Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine đều vô nghĩa nếu không có sự tham gia của Nga. Ông nói, chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh quá trình đàm phán nếu không có sự xuất hiện của Nga đều vô nghĩa và không có mục đích. Ông Peskov nhấn mạnh, Nga sẵn sàng đàm phán các vấn đề liên quan đến xung đột với Ukraine, nhưng Kiev đã cấm đàm phán với Moscow. Do đó, Nga không thấy bất kỳ triển vọng nào cho đối thoại để chấm dứt xung đột hiện nay. Ông Peskov cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh, nhưng chúng tôi vẫn để ngỏ tiến trình đàm phán, vì chúng tôi muốn giải quyết vấn đề theo cách này, nhưng các cuộc đàm phán bị chính Ukraine cấm đoán, chúng tôi không thấy triển vọng hòa bình phía trước nếu làm theo cách này. Ông cũng nêu ra những điều kiện để Nga có thể chấp nhận tham gia hội nghị hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức vào tháng 6 tới. Quan chức Nga cho biết: "Trước hết, chúng tôi cần biết những gì sẽ được thảo luận ở đó, công thức hòa bình là gì? Thứ hai, chúng tôi đã nhiều lần nói rằng quá trình đàm phán không có Nga là vô nghĩa và trên thực tế, đó là quá trình đàm phán không có mục đích." Cách đây vài ngày Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherst cho biết quốc gia này sẽ tổ chức hội nghị liên quan đến vấn đề hòa bình của Ukraine tại khu vực Bugenstock vào tháng 6 năm 2024. Đại sứ quán Nga tại Bern cũng cho rằng cuộc họp do Thụy Sĩ đăng cai về Ukraine sẽ lãng phí thời gian nếu không có sự tham gia của Nga. Đại sứ quán Nga tại Bern bình luận về quyết định đăng cai hội nghị của Thụy Sĩ. Cuộc họp ở Bugenstock nếu không có sự hiện diện của Nga có thể sẽ dẫn đến một vòng tham vấn không có kết quả chính phủ Thụy Sĩ một lần nữa chứng minh rằng họ chỉ xem xét quan điểm của Ukraine. Đại sứ quán Nga cho hay, Thụy Sĩ không mời đại diện Nga tham dự hội nghị lần này.